tại dinh thự nằm bên một cái hồ một cô gái đang được người hầu trang điểm nhưng cô méo thấy vui chút nào vì sắp trở thành món đồ cho mấy thằng háo sắc đầu giá lúc này mấy cô gái xinh đẹp bắt đầu trình diễn để đấu giá mấy tên dê cụ liền thi nhau ra giá để mua cô gái này nhưng bà mối cô ly đe không vui vì mấy thằng dê cụ chỉ thích ngon bổ rẻ quan gia bảo dù gì thì họ cũng có được một khoản tiền kha khá rồi nhưng với cô ly đe thì cô gái đó là hàng ngon ngay cả cô cũng muốn nhận nuôi con bé nên nếu bán giá rẻ thì cô không chấp nhận được trong khi cô gái tóc đen khóc nhè trẻ thiêu thì Zia lại rất lạc quan bước ra sàn đấu giá. Cô vừa nhìn đã biết đám dê cụ đều là người xấu. Thế là Zia đã dùng năng lực chế tạo kim loại tạo ra chiếc chìa khóa để mở còng tay. Rồi tiếp tục tạo thêm khẩu súng để bắn từng tên một. Một tên nghe thấy tiếng náo loạn tính ra ngoài hóng hớt thì bị cô hầu gái ta te cho đi bán muối ngay và luôn. Cô hỏi hai tên còn lại có bị cô ly đe ép buộc phục tùng bà hay không. Nhưng họ lại tấn công ta te nên cô liền đi đường quyền để hạ từng tên một. Sau đó cô ném chìa khóa cho cô gái tóc đen ở bên ngoài di định kết liễu thì không may bị một tên lính đột ngột đánh văng bên này ta te liên tục hạ gục kẻ địch rồi đi tới support cho di cô ấy đã nhờ ta te cầm chân bọn chúng sau đó cô niệm phép và thành công tạo ra hỏa ma pháp gây ra một vụ nổ lớn từ phía xa maha đã thấy tín hiệu của di mà đoán rằng cô ly đe có dính líu tới vụ buôn bán trẻ em vì maha truy theo dòng tiền thì phát hiện một lượng lợi nhuận lớn không rõ nguồn gốc và cô biết được cô ly đe cho người giả làm sơn tặc tấn công làng mạc sau đó mụ cho người bắt cóc các bé gái rồi bán cho quý tộc lắc bảo việc chúng làm đã gây ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa các nước với nhau cậu quyết định sẽ cho cô ly đe cùng đồng bọn bay màu theo lệnh của vương tộc và đức tin của một quý tộc sát thủ ở kiếp trước ông từng là một sát thủ khách tiếng khi đó cấp trên ra lệnh ông cùng với trợ tá của mình đến để kết liễu một đám mafia đang giao dịch trái phép cầm khẩu súng ốp lắp giảm thanh trong tay cô trợ tá đọc vị trí kẻ địch đến đâu thì ông lần lượt bắn hạ từng mục tiêu phe địch đến đó chỉ bằng 6 viên đạn ông đã tiễn một lèo 6 chân bé đủ lên thẳng bàn thờ ngắm nải chuối xanh. Nhiệm vụ hoàn thành cả hai quyết định rút lui bằng cách lên xe rồi rời đi. Thế nhưng cô trợ tá lại muốn ông tiếp tục tiêu diệt hết toàn bộ đám mafia còn lại, vì sợ chúng có thể hồi sinh tổ chức một lần nữa. Nhưng lắc say đéo vì cấp trên chỉ hạ lệnh lấy mạng của những kẻ đứng đầu. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì ông nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện máy bay trinh thám không người lái. Đen là nó đã phát hiện ra cả hai người. Lắc vội vàng nhảy vào tranh ghế lái rồi đá số tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường ông ra lệnh cho trợ tá chuẩn bị súng để đối phó với cái nó bởi đi kèm với trinh sát cơ là một dàn lính lái toàn xe thiết giáp đang đuổi theo sát đít vừa dứt lời tiếng súng nổ ra toàn bộ hỏa lực dồn thẳng vào chiếc xe cà tàng của lắc cứ tưởng phim đến đây là kết thúc nhưng ông già khốn khổ và cô trợ tá xinh đẹp may mắn thoát nạn hóa ra mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của ông với kinh nghiệm và tài năng trời phú của mình ông đã hướng dẫn trợ tá làm giả ngỏm rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi xe sau khi dùng ống nhòm xác định không còn kẻ thù truy đuổi cả hai mới yên tâm nằm nghỉ giữa cánh đồng chờ mặt trời lên. Ban nãy do nhảy ra khỏi xe lúc tốc độ cao nên trợ tá của ông đã bị thương nặng ở chân. Lắc đành phải lôi đồ nghề ra sơ cứu cho cô. Xong xuôi mọi việc cô trợ lý buộc miệng hỏi rằng tại sao ông lại lựa chọn làm cái nghề lấy mạng người như này. Ông kể rằng bản thân đã được tổ chức nuôi dạy từ nhỏ để thực hiện những việc cơ bản cho tổ chức. Mãi làm nhiệm vụ quá mà trở thành lắc lúc nào không hay. Tuy nhiên do tuổi già sức yếu nên ông quyết định nghỉ hưu và chuyển công tác đến Nhật Bản để đào tạo thế hệ sát thủ tiếp theo. Ông cho rằng chuyến ám sát lần này cũng chỉ là để rèn luyện, chứ đi cùng một con gà như cô trợ tá thì có ngày cũng mồ yên mà đẹp sớm. Nghe thấy bị chê trợ tá liền tự ái và phản bác lại. Lắc đáp lại cô bằng cách rút súng ra rồi chĩa thẳng vào đầu cô. Sau đó lắc ôn tồn rằng dạy ra xã hội làm ăn bươn trải bản thân mình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng. Nói rồi ông già đi ngủ mặc kệ cô trợ tá của mình mặt đực như xít ngâm. Sáng hôm sau khi trở về căn cứ, Tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho Lắc và trợ tá một tấm hộ chiếu giả để cả hai lên máy bay tới Nhật Bản. Đang ngồi suy nghĩ về tương lai thì đột nhiên máy bay chở cả hai người xảy ra một vụ cướp. Với bản năng sát thủ Lắc nhận ra rằng làm méo có vụ cướp máy bay nào ở đây cả, đó chỉ là sự sắp đặt của tổ chức mà thôi. Chúng muốn thủ tiêu nhân sự của mình sau khi lợi dụng xong. Thì ra mọi chuyện từ đầu đã là kế hoạch từ cấp trên để dồn ép Lắc lên chuyến máy bay này để kết liễu ông. Trong cái khó thì ló cái ngu, ông quyết định vào buồng lái để xem xét sự tình biết đâu vớt vát được cái gì không cơ mà ý trời đã định, hai phi công trưởng đều đã đăng xuất khỏi trái đất. Sau bảng điều khiển còn được tặng kèm quả bom siêu to khổng lồ, để chắc chắn ông sẽ hẹo tổ chức còn cử thêm hẳn một máy bay chiến đấu đến để chăm sóc ông. Rất nhanh máy bay nổ tung trên bầu trời và tiễn toàn bộ hành khách ra đi về miền cực lạc. Sự nghiệp huy hoàng của Lạc đến đây là in the end. Ông hận đời vì trung thành như vậy mà vẫn bị thủ tiêu. Bất ngờ linh hồn của ông bị dịch chuyển đến một nơi kỳ lạ. Tại đây có một người tự xưng là nữ thần yêu màu tím thích sự thủy chung tên là Gooddead chính cô ta đã triệu hồi linh hồn của ông tới đây. Nữ thần quyết định ban cho ông một đặc ân đó là được chuyển sinh sang một thế giới khác mà vẫn giữ được toàn bộ ký ức kỹ năng kinh nghiệm từ kiếp trước. Tuy nhiên khác với trái đất thế giới mà ông sống, thì thế giới này có phép thuật các thứ. Nhiệm vụ của ông rất giản đơn, đó là kết liễu cho được dũng sĩ. Chỉ cần làm được điều đó thì ông có thể sống một đời thoải mái theo ý mình mà không cần lo bố con thằng nào nữa. Thời hạn cho nhiệm vụ này là 18 năm, từ khi ông được chuyển sinh để cho thuận tiện trong việc ra tay tên hiệp sĩ nữ thần còn cấp thêm cho lắc toàn bộ khái niệm về ma thuật văn hóa trình độ công nghệ và cả những tri thức cần thiết về thế giới mới nữ thần còn cho biết thêm rằng 16 năm sau tên hiệp sĩ sẽ là người tiêu diệt ma vương bảo vệ nhân loại chính sức mạnh của hắn sẽ là mầm mống hủy diệt trái đất đó cũng là lý do mà cô cần sát thủ để tiêu diệt tên hiệp sĩ để cứu thế giới và đảm bảo kế hoạch được diễn ra thành công nữ thần cho phép sát thủ lựa chọn thoải mái những kỹ năng mà ông muốn thậm chí toàn bộ những chỉ số cơ bản của con người cũng đều được tăng đến mức tối đa tại tân thế giới tồn tại tất cả 123.851 kỹ năng và mỗi người khi sinh ra được ban cho tối đa 5 kỹ năng cùng những thuộc tính gia biệt. Tuy nhiên tên hiệp sĩ sinh ra lại có tới 30 kỹ năng, trong đó ít nhất 5 cái là cấp S còn lại toàn cấp A, ấy vậy mà lắc lại chỉ có thể lấy tối đa 5 cái từ cấp D đến cấp S, mỗi cái một loại. Nghe thôi là đã thấy kèo này không thơm rồi. Sau đó lắc được nữ thần chuyển sinh đến một nhà quý tộc chuyên hành nghề ám sát và trở thành con trai của họ, và có tên là Lu, nhà mà ông chuyển sinh vào là nam tước xi si an của vương quốc an van một gia tộc sát thủ và lu sẽ trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng chẳng mấy chốc mà cậu đã 7 tuổi lúc này cậu vẫn chưa thể dùng được ma thuật vì vẫn chưa có sư phụ chỉ dạy tuy nhiên cậu vẫn luyện tập ma lực mỗi ngày bằng cách đi săn bắn thú trong rừng sau khi săn được chiến lợi phẩm đem về lưu cũng tự mình nấu ăn để đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho việc phát triển cơ thể. Sau này nhờ có những kiến thức từ kiếp trước cậu dễ dàng nấu ăn như một master chép thực thụ. Hơn nữa việc rèn luyện kỹ năng nấu ăn cũng giúp cậu sau này có thể ngụy trang thành đầu bếp để dễ tiếp cận con mồi hơn. Vậy là đã xong thực đơn cho bữa trưa, cả gia đình Tuất Ha Ze cùng thưởng thức món thịt thỏ hầm thơm ngon bổ dưỡng này trong không khí đầm ấm và vui vẻ. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của gia đình này, bởi ngay buổi chiều Lu sẽ cùng cha của mình xuống tầng hầm để kiểm tra cơ thể. Mục đích là để phục vụ cho công việc của gia đình là tiêu diệt những con sâu gây hại cho đất nước. Lu bị cha bắt lột hết quần áo rồi thực hiện những động tác kỳ lạ. Sau đó ông tiến tới sờ mó khắp cơ thể cậu mọi người đừng hiểu nhầm nha đó là vì cha cậu xuất nhân là một dược sĩ nổi tiếng bậc nhất nên ông đã đích thân theo dõi sự phát triển cơ thể cùng độ dẻo dai của những múi cơ trên cơ thể con trai mình từ đó ông sẽ đưa ra những bài luyện tập phù hợp nhất để cậu có hứng với việc luyện tập cho việc tiêu diệt tên hiệp sĩ sau này hôm nay cũng là ngày mà cha của lu quyết định thực hiện phẫu thuật để ban cho con trai mình ma nhãn đó là năng lực có thể nhìn thấu ma lực cùng tầm nhìn vô hạn nó không khác gì một cái ống nhòm chạy bằng cơm gắn thẳng vào mắt để có được năng lực ma nhãn gia tộc Ha haze đã phải dày công nghiên cứu và thí nghiệm nó đã lấy đi tính mạng của rất nhiều người mới có thể thành công sử dụng vũ khí tối thượng này vài ngày sau cuộc phẫu thuật đã thành công lu được tháo băng và nhìn lại thế giới mình đang sống lúc này cậu cũng đã phát huy được năng lực của ma nhãn cha cậu quyết định sẽ đích thân huấn luyện sức mạnh mới này cho cậu đúng lúc này cha của cậu cũng báo cho cậu một tin vui rằng họ đã tìm được thầy huấn luyện ma thuật cho cậu để chuẩn bị cho buổi gặp mặt giáo viên mẹ của lu đã cho cậu mặc một bộ đồ công chúa khiến thằng bé đứng hình luôn một lát sau sư phụ của lu đến tưởng đó là một bà cô khó tính ai ngờ lại là một cô nhóc chỉ hơn cậu 3 tuổi thế nhưng các cụ dặn là đừng bao giờ bạn xem thường lô ly cô nhóc này chính là zia một trong năm pháp sư mạnh nhất vương quốc láng giềng hôm sau là buổi học ma thuật đầu tiên của lu tại sau vườn nhà zia nói rằng cô sẽ chỉ huấn luyện cậu trong 2 tuần và đảm bảo rằng cậu sẽ được cô dạy dỗ đến nơi đến chốn ban đầu zia đưa cho lu một viên đá ma thuật viên đá này có tính chất tích tụ ma lực và phân loại nguyên tố Ban đầu Zia muốn đo thử xem học trò của mình có lượng ma lực dồi dào đến đâu để còn soạn giáo án cho hợp lý. Lu cầm viên đá trên tay rồi dồn toàn bộ ma lực vào trong nó. Ngay lập tức viên đá đó phát sáng. Cô rất ngạc nhiên khi thấy cậu có một lượng ma thuật khổng lồ, mà ngay cả một người lớn thậm chí cũng khó mà được như vậy. Nhưng Lu vẫn tiếp tục bơm thêm ma thuật vào trong khiến viên đá sáng dữ dội làm Zia phải giật mình. Lượng ma thuật trong người của cậu lúc này đã gấp hàng ngàn lần so với một người bình thường. Viên đá ma thuật lúc này không chịu nổi nữa mà toác dần. Zia sợ xón ra quần liền bảo lu ném viên đá đi ngay thấy sư phụ mình đang xanh mặt lu liền vung tay ném đá pha lên trên trời ngay lập tức một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra suýt thì thổi bay toàn bộ ngôi nhà của gia tộc tuất haze vụ nổ đã khiến cha mẹ lu rất lo lắng mà chạy đến xem tình hình nhìn hậu quả trên bãi chiến trường cha lu đã nghiêm giọng hỏi Zia có phải chính thằng quý tử của ông gây ra vụ nổ hay không sau khi nghe Zia xác nhận rằng vụ nổ ma thuật là do lu làm thì cả hai vợ chồng đều cười mãn nguyện bởi con trai họ dường như là một thiên tài khi sở hữu một lượng ma thuật khổng lồ như vậy, đã thấy họ còn Xinzia hãy dạy thêm cho con trai mình ma thuật ám sát nữa. nhìn thấy tiềm năng chế tạo bom từ viên đá ma thuật, Thanh Báo Lu đã hỏi Xinzia nhưng mà cô nhất quyết không cho. tối hôm đó lúc chuẩn bị ngủ thì gia gõ cửa phòng đòi vào ngủ chung với cậu. đã vậy cô còn bắt thằng bé nhận làm em trai cô. cơ mà đã là lệnh từ sư phụ thì đành phải nghe theo vậy. sáng hôm sau để cho an toàn tính mạng những người trong nhà, cả hai thầy trò quyết định mò ra bờ sông để làm bài test. Bài học hôm nay là bài kiểm tra thuộc tính nguyên tố. Trên đời này thường thì một người chỉ sở hữu một nguyên tố duy nhất. Tuy nhiên do ban đầu được nữ thần ban phước nên Lu có đầy đủ cả bốn thuộc tính cơ bản. Đó là một tiền lệ mà chưa một ai có được. Ngay cả thiên tài như Zia cũng chỉ có hai thuộc tính là hết vị. Sau khi đã nắm rõ lượng ma lực và thuộc tính cơ bản, cả hai quyết định bắt tay luôn vào bài học. Đầu tiên là biến đổi thuộc tính. Lần đầu làm chuyện ấy nếu không gặp một người thầy tốt thì sẽ rất dễ để lại thói quen xấu. Cơ mà với một cô bé vừa dễ thương vừa mạnh mẽ như Zia thì lại là một chuyện khác. Dưới sự hướng dẫn tận tình từ Zua, Lu nhanh chóng đánh thức được dòng chảy ma thuật trong cơ thể mình. Sau lần đầu phê hơn con TT tê tê đó, Lu bắt đầu giác ngộ được ma thuật. Những câu thần chú được thần linh khai sáng cứ thế lần lượt xuất hiện trong đầu của cậu bé 7 tuổi. Phép tiếp theo mà Zia dạy cho Lu chính là phép kiến tạo. Chỉ với một lần nhìn cậu đã ngay lập tức sao chép lại được phép thuật của sư phụ. Mặc dù hình thức thì thì xấu thậm tệ, tối đến trở về nhà Lu ghi chép lại mọi thứ quan trọng và bắt đầu tự luyện tập chẳng mấy chốc mà cậu đã tạo ra được một cục kim loại hoàn hảo tiếp đến là ma thuật tạo ra sắt cậu chỉ cần nhìn thẳng vào công thức trên giấy thì ngay lập tức đã tạo ra được thứ mình cần sau khi nhận ra rằng chỉ cần thay số khối lượng nguyên tử nhiệt độ nóng chảy và khối lượng gia thì đã tạo ra được ma pháp mới lưu cùng gia nhanh chóng tạo ra ma thuật kiến tạo vàng quả này mà dùng được ở thời hiện đại thì có mà giàu to mặc dù nắm được công thức trong tay nhưng gia lại không thể tạo ra được vàng bởi muốn làm được thì bắt buộc phải sở hữu kỹ năng cấp xê dịch mà công thức từ chỗ nữ thần. Lu nhanh chóng ngồi lên bàn rồi sửa lại những dòng ma pháp. Ngay lập tức Gia đã tạo được ra một cục vàng siêu to. Tôi mà có được cũ này thì giàu to rồi. Vậy là chỉ cần người sở hữu kỹ năng diệt công thức viết ra ma chú thì người khác nhìn vào là có thể tạo được ra ma thuật mới. Cả hai thích thú bắt tay vào sáng tạo thêm những ma pháp dành riêng cho bản thân. Sáng hôm sau Lu hẹn gia sư của mình ra bờ sông để thi triển phép thuật mới. Lần này Lu không còn kiến tạo sắt hay vàng nữa, mà cậu chơi luôn quả kiến tạo súng trường luôn trong một phòng toàn chơi giao thì tự nhiên lòi đâu ra một thằng chơi súng khiến Zia không tin vào mắt mình. Nhưng sau khi đọc được công thức mà Lu đưa, Zia cũng đã tự tạo được cho mình một khẩu súng bắn tỉa. Chưa dừng lại ở đó Lu còn phô diễn kỹ năng mới bằng cách thi triển kiến tạo đại pháo. Ngay lập tức một khẩu pháo siêu to khổng lồ xuất hiện rồi nã thẳng đạn vào hòn đảo nhỏ giữa hồ. Một vụ nổ to xảy ra không kém gì vụ nổ ma lực lần trước khiến hòn đảo trở thành cát bụi. Tuy nhiên nòng pháo cũng bị nứt toác vì không chịu nổi nhiệt. Vậy mà đã hai tuần trôi qua, nhanh thật, đêm nay cũng là đêm cuối mà Zia được ngủ cùng Lu. Trước khi chia tay Zia, cậu đã bật dậy rồi sử dụng kiến tạo Titanium tạo ra một con dao cực kỳ sắc làm quà chia tay cho Zia. Zia cũng tặng cho học trò một mặt dây chuyền làm bằng đá pha đã tích ma lực. Trong nó có khác nào tặng bom không cơ chứ, khổ thân thanh niên. Cả hai quyết định lập lời hứa rằng nhất định sẽ đến bên mỗi khi đối phương gặp khó khăn. Sáng hôm sau khi Zia lên đường trở về đất nước, cô nói nhất định cô sẽ không quên buổi hẹn hàng tháng của cậu. Chiều hôm đó cha của Lu quyết định đưa cậu tới nhà tù nổi tiếng nhất Vương quốc, nơi giam giữ toàn bộ những kẻ đáng bị nằm trong quan tài. Sau đó ông giao nhiệm vụ cho cậu và tên tội phạm của cậu lần này là một nữ tử tù với tội trạng đầy mình. Cơ mà khi gặp mặt cô ta liền nước mắt cá sấu. Nhưng một sát thủ tài năng như Lu thì thấy cảm xúc chỉ là thứ dư thừa. Vậy nên cậu quyết định cho cô ra đi thanh thản. Trong khu rừng cách nhà Lu không xa, một cô bé tóc vàng bị bỏ rơi chỉ vì trong nhà không đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Lúc này tuyết bắt đầu rơi, cô cảm thấy vừa lạnh vừa đói và chỉ muốn trở về nhà. Đúng lúc này một bầy sói hoang xuất hiện, có vẻ như chúng rất thèm khát một bữa liên hoan xác thịt của cô bé. Cùng lúc này gia đình Lu đang tham gia lễ hội thu hoạch trong thị trấn. Năm nay là một năm bội thu, tất cả là nhờ những chiến thuật cùng với phương pháp chăn nuôi từ Lu đề xuất. Thị trấn cũng trở nên sầm uất hơn rất nhiều và mọi người trong thị trấn đều rất yêu quý và biết ơn Lu. Bây giờ cậu đã 10 tuổi và chỉ còn 8 năm nữa để chuẩn bị cho kế hoạch kết liễu tiên hiệp sĩ cậu bắt đầu dùng ma nhãn để tìm kiếm người có ma lực làm trợ tá mục đích là để hỗ trợ cậu trong những nhiệm vụ tương lai tuy nhiên những người có ma lực thường là con cháu quý tộc nên rất khó để chiêu mộ họ còn dân thường thì rất hiếm khi có ma lực về đến nhà lu chuẩn bị đồ rồi đi vào rừng để săn thú tích chữ thịt cho mùa đông sắp tới nhờ giác quan nhạy bén cậu chợt nhận ra đang có một bầy sói săn mồi gần đó và muốn hớt tay trên của chúng lu nhanh chóng chạy tới chỗ của chúng thì bắt gặp cảnh cô bé tóc vàng đang chuẩn bị lên bàn thờ ngắm nải chuối xanh cậu sử dụng ma thuật kiến tạo và lao vào chiến đấu bảo vệ cô bé tóc vàng kia con sói thứ nhất lao vào định cắn lu thì bị cậu đâm cho một nhát nhiệm luôn tại chỗ con thứ hai lao vào cũng ra đi trong một nốt nhạc sau đó cậu đá cho con thứ ba đang xuất luôn khỏi trái đất hai con còn lại lao tới cùng lúc cũng chẳng thể làm khó được lu rất nhanh cậu cho cả hai đứa nó đi theo tiếng gọi của tổ tiên luôn chứng kiến cảnh cả bầy sói bị hạ cô bé tóc vàng sợ hãi cầu xin lu đừng làm hại mình lu liền hỏi cô bé đang làm cái quái gì ở trong này vậy hả Cô bé bắt đầu kể lại mọi chuyện và lý do tại sao lại bị bỏ rơi. Hóa ra cô nghe rằng lãnh địa tốt Haze là một nơi rất giàu có lên mới muốn sang để kiếm đồ ăn. Không ngờ giữa đường cô lại bị bầy sói tấn công, thấy vậy Lu quyết định nấu một nồi súp cho cô bé ăn. Cậu còn dặn cô bé phải ăn chậm nhất có thể vì súp rất nóng. Hơn nữa cơ thể cô bé đang bị lạnh nên nếu ăn từ từ thì sẽ cải thiện được nhiệt độ. Sau khi ăn xong Lu nói rằng cậu chính là con trai của chủ nhân lãnh địa tốt Haze và ngỏ lời muốn cô bé tóc vàng đi theo mình về nhà lu nói rằng chỉ cần đi theo cậu thì không cần lo cơm ăn chỗ ở hơn hết là bởi vì cậu cần cô bé cô bé lần đầu tiên nghe thấy có người cần mình thì rất xúc động lúc này lu tiết lộ một bí mật của bản thân rằng cậu đã từng ra tay với người khác và tương lai còn nhiều hơn thế nếu như cô bé muốn theo cậu thì phải giúp đỡ cậu trong công việc còn không thì coi như cậu chưa có gì nhưng cô bé nói đẹp miệng chuyện ý sang một bên đi cô đồng ý lời đề nghị và cống hiến hết mình hóa ra đây chính là năng lực thao túng tâm lý của lu cậu đánh bại bầy sói để chứng minh bản thân có thể bảo vệ cô bé rồi làm đồ ăn để khiến cô cảm thấy xúc động cuối cùng là cho cô bé một điểm tựa để cô tin rằng cậu là mục tiêu sống duy nhất chị em nào mà gặp mấy ông như này thì né ra nha lúc này cô bé giới thiệu rằng mình tên là tát hơn hết cô còn có một lượng ma lực dồi dào đúng với yêu cầu mà lu đang tìm kiếm có thể đây chính là món quà mà nữ thần gửi tới cho cậu cùng lúc đó nữ thần đang xem lại những kẻ có tiềm năng mà cô từng chuyển sinh trước lên để tiêu diệt hiệp sĩ đối phương là một lính đánh thuê kỳ cựu nhưng sau khi bị chuyển sinh thì lại hóa thành một kẻ bụng phệ ăn hại chỉ biết ăn rồi ngủ như lợn hai năm cứ thế trôi qua tát lúc này đã trở thành một hầu gái thân cận của lu với một tâm hồn vĩ đại sự chú đáo của tát khiến bố mẹ của lu rất hài lòng sau bữa ăn đó lu dẫn cô hầu gái của mình xuống tầng hầm nơi trước đây cha và cậu từng luyện tập tát lần lượt cởi hết quần áo và bắt đầu làm những tư thế giống lu trước đây trong khi đó cậu là người thay cha làm công việc kiểm tra sự phát triển của cơ thể Hóa ra là cậu đang muốn huấn luyện hầu gái của mình thành một nữ sát thủ có thể hỗ trợ cậu hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi kiểm tra xong thì cả hai bắt đầu luyện tập ám sát. Tuy nhiên Tát đã gặp khó khăn trong việc dùng dao bởi cô không quen dùng nó để chiến đấu. Cô bé chỉ giỏi sử dụng thương để chiến đấu, nhưng thương lại là vũ khí quá lộ liễu khi làm nhiệm vụ. Thế là Lu đã tạo ra một cây thương đặc biệt có thể gấp và giấu gọn trong váy của Tát. Nhận được thứ vũ khí vừa to vừa dài đúng sở trường, Tát lập tức thể hiện thông thạo các chiêu rồi đập nát con hình nhân khiến Lu rất hài lòng nữ thần bên này vẫn đang ngồi xem lại những kẻ trước đây mà cô từng chuyển sinh lần này là một gã samu dai đệ nhất hắn ra đi vì chán sống cô cũng cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời với mục tiêu là diệt hiệp sĩ nhưng rồi hắn lại trở thành một kiếm sư giặt dẹo không biết dùng ma thuật trở lại với lu bây giờ cậu đang cùng hầu gái của mình tham gia lễ hội thu hoạch thường niên tại lãnh địa của mình mặc dù năm nay hạn hán kéo dài nhưng mọi người thu hoạch vẫn rất ổn định lu được người dân gửi tặng rất nhiều nông sản vì cậu đã giúp đỡ họ trồng trọt và chăn nuôi Lúc trở về Tát nói rằng có vẻ Lu rất được người dân yêu quý vì cậu luôn giúp đỡ mọi người. Cậu cho rằng đó là cách tốt nhất để trị vì vùng đất của mình. Bởi chỉ dùng sức mạnh không thôi là chưa đủ, cần phải quan tâm nhiều hơn đến chính người dân, bao gồm cả Tát nữa. Nghe được thính bà của tên cháp boy Lu mà con bé vui như vớ được cục vàng. Còn hứa rằng sẽ cố gắng hơn vì chủ nhân. Tôi đến Lu trở về phòng và nạp một lượng lớn ma lực cho viên đá mà cậu tự nghiên cứu. Đây là lượng đá tích trữ của cậu, nó chỉ được dùng khi thật cần thiết. Mỗi viên đều chứa đầy ma lực và và có sức tàn phá ngang ngửa quả bom. Đúng lúc này Tát đến gõ cửa thông báo rằng cha của cậu có chuyện lớn. Vừa đến nơi thì ông đã vào thẳng vấn đề. Ông đang nghi ngờ rằng Tát là gián điệp được cài vào để đánh cắp bí mật của tốt Haze. Nhưng Lu đã một mực phủ nhận và cho rằng cô bé hoàn toàn trong sạch. Cha của Lu nói rằng tối nay ông gọi cậu đến đây là còn một bài kiểm tra khác dành cho cậu. Nếu hoàn thành thì cậu sẽ được công nhận là đã trưởng thành và được giao công việc của một sát thủ thực thụ đêm đó cả hai bố con đi vào trong khu rừng để tiến hành bài kiểm tra ám sát mục tiêu của lu là phải đánh bại cha của mình một sát thủ mạnh nhất trong lịch sử gia tộc lu lấp sau một gốc cây để quan sát mọi chuyện thì bất ngờ hai mũi tên từ đâu phóng tới khiến cậu buộc phải nhảy lên để né đòn lúc này cậu tìm được vị trí của cha mình và lao tới định tấn công thì bị chém cho một phát tí thì hẹo không còn cách nào khác cậu đành phải nhảy tới một tảng đá gần đó để núp chờ cơ hội phản công để ẩn thân thì lu phải chuyển động xuôi theo chiều gió nhưng cậu không ngờ rằng cha mình đã răng bẫy để phục kích cậu Tuy nhiên bẫy cũng chỉ là thứ để đánh lạc hướng, còn mục đích thực sự chính là che giấu đi lưỡi dao đầy sắc khí đang ập tới. Mọi chuyển động lẫn dòng ma lực của Lu đều bị cha nắm được hết. Lu bình tĩnh lại và bắt trước để đọc lại chuyển động của cha mình. Quả nhiên cậu đã nhanh chóng bắt kịp và nhận ra những đòn đánh lạc hướng của cha mình. Cuối cùng Lu đã kề được lưỡi dao vào trước cổ của bố và kết thúc trận đấu. Vậy là cậu đã chiến thắng. Tuất Ha Ze được mệnh danh là mạnh nhất trong lịch sử gia tộc sát thủ. Vậy là cha Lu nói rằng ông không còn gì để dạy cho con trai mình nữa và thứ cậu cần bây giờ chỉ là kinh nghiệm thực tế từ nay trở đi lu sẽ phải tự đi trên đôi chân của chính mình nhưng trước hết cậu sẽ đi theo cha mình làm nhiệm vụ để tích lũy thêm kinh nghiệm từ việc chọc tiết nhanh gọn dứt khoát cho tới dùng thuốc độc hay ngụy tạo hiện trường và vô số những vụ ám sát khác để cậu học tập ngoài làm sát thủ gia cha của lu còn là một thầy thuốc thiên tài ông đã cứu sống rất nhiều mạng người trên đường trở về nhà ông nói muốn cậu ngụy tạo thân phận giống như ông để có thể dễ dàng bám sát mục tiêu hơn ông cũng đã chuẩn bị sẵn cho con trai mình một thân phận giả cậu sẽ con trai danh nhân tại thành phố kế bên. Ông muốn cậu dành 2 năm sắp tới để gây dựng danh tiếng và ngụy tạo mọi thứ để phục vụ cho công làm việc sau này. Tối đó ông cũng mở một bữa tiệc giới thiệu với tất cả người trong tộc về cậu con trai quý tử của mình. Ông hứa hẹn rằng cậu sẽ là người thừa kế xứng đáng của gia tộc. Mọi người cũng tới để chúc mừng và đặt kỳ vọng vào Lu. Nhưng có một thanh niên khác là Jonathan lại không phục khi để cho một thằng nhóc 12 tuổi lên làm trưởng tộc. Hắn ta muốn khiêu chiến với Lu để tranh giành vị trí, nhưng rất nhanh hắn bị cậu khóa mõm và bẻ gãy một tay sau khi băng bó xong, hắn ra ngoài nói chuyện cùng với cậu. có vẻ như hắn đã ngầm công nhận tài năng của cậu. không những vậy với skill thao túng tâm lý đỉnh cao của mình, Lu đã tuyển thêm một nhân tài hỗ trợ cho mình. cậu nói nếu hắn trở thành thuộc hạ của cậu, thì khi cậu trở thành chủng tộc, nhất định cậu sẽ coi trọng Jonathan hơn. thế là hắn đồng ý luôn, còn hứa rằng sau này nhất định hắn sẽ mạnh hơn. Lu liền dùng kiến tạo hợp kim tặng cho cộng sự một thanh kiếm để làm quà. sáng hôm sau Lu cùng tát lên xe tới thành phố kế bên trong hai năm để sống một thân phận mới và thận phận mới của cậu tên là a ba cậu sẽ phải khiến cả vương quốc nhớ tới cái tên này để dễ bề tiếp cận những con mồi hơn tại thành phố mới lưu nhuộm tóc và đeo kính để tránh bị lộ thân phận do màu tóc trắng đặc trưng của gia tộc tuất ha trong thành phố mới có 6 cô bé không có nhà phải ở tạm trong một cái tròi nhỏ họ làm nhiệm vụ dẫn đường cho du khách rồi được họ trả tiền để mua thức ăn và quần áo trang trải cuộc sống tất cả đều là kế hoạch của cô bé có tên là maha hôm nay cũng giống như mọi ngày mấy chị em đã kiếm được kha khá tiền để mua thêm quần áo mới Hóa ra người cha quá cố của Maha là một thương nhân, nên cô bé được thừa hưởng những tài năng trong việc kiếm tiền. Cả nhóm quyết định phấn đấu nhiều hơn nữa để sớm có được một căn nhà, như vậy đỡ phải bận tâm đến việc tránh mưa dưới một căn tròi nhỏ như bây giờ. Đúng lúc này một đám đầu trâu mặt ngựa từ đâu xuất hiện. Chúng tản ra và bắt cóc toàn bộ những cô gái nhỏ. Maha đã lao tới húc ngã hai tên tạo cơ hội cho những người bạn của mình chạy trốn. Nhưng vì đám đầu gấu kia quá đông và nguy hiểm, nên chúng đã nhanh chóng tóm gọn cả sáu chị em rồi đem về một cô nhi viện gần đó nhốt họ lại. Một cô bé lớn tiếng nói rằng cô có thể tự lực cánh sinh không cần vào cô nhi viện thì bị tên hiệu trưởng to xác đấm cho ngã ra đất. Hóa ra chúng quyết định bắt nhốt những trẻ lang để kiếm tiền từ vợ lãnh chúa. Hiện tại vợ lãnh chúa đang hỗ trợ rất nhiều tiền trợ cấp cho những ai kêu mang trẻ cơ nhỡ. Vậy nên chúng lợi dụng điều đó mà tóm cả 6 chị em vào cô nhi viện. Lúc này một tên khốn nạn ném vào một túi khoai tây và rau củ, hắn nói rằng đó sẽ là phần ăn trong cả tuần cho tất cả các cô. Ăn uống kham khổ đã đành họ còn bị bắt lao động không công. Nếu làm không tốt thậm chí còn bị đánh đập không thương tiếc. Hôm đó có một tên dê sồm tới nhìn các cô bé một cách thèm thuồng. Sau khi đi khảo sát một vòng, hắn đưa cho tên hiệu trưởng mặt lợn một túi tiền. Lúc chiều thì tên hiệu trưởng gọi cô bé lớn nhất là Ifa và Maha ra ngoài, sau đó hắn bắt Ifa lột sạch quần áo trên người rồi bảo Maha tắm rửa cho cô bé thật sạch sẽ. Sau đó hắn đem Ifa đi trang điểm và mặc một bộ quần áo cực kỳ trệt chi rồi đi lên xe ngựa cùng tên hiệu trưởng. Đến tận đêm muộn Ifa mới được đưa về trại trẻ mồ côi. Maha chạy đến đón cô thì cô bật khóc và bỏ chạy. Cô đuổi theo Ifa thì cô bảo Maha kệ miệng cô đi. Những ngày sau đó Ifa tiếp tục bị dày vào bởi tên hiệu trưởng vì hắn liên tục bắt cô tiếp khách. Những cô bé khác thấy vậy bắt đầu đứng lên đòi lại công bằng cho người chị của mình. Thế là tên hiệu trưởng khốn nạn cũng bắt đi làm gái. Đến nỗi một cô bé nhỏ tuổi nhất là No In đã phải tự cầm dao dạch mặt mình để không còn bị bắt đi làm công việc bẩn thỉu kia nữa. Cuộc sống của những cô bé tại cô nhi viện không khác gì địa ngục. Cuối cùng cũng đến ngày Maha đủ 12 tuổi, hai tên cầm đầu bắt đầu tính đến chuyện cho cô bé vào đời bằng cách bán cho một gã trọc phí. Sau đó tên hiệu trưởng sẽ trực tiếp giữ cô bé lại để phục vụ cho hắn. Maha vô tình nghe được mấy tên khốn nạn nói như vậy, cô lập tức chạy ra sau nhà, định dùng con dao tự rạch mặt mình như noin để không bị đưa đi nữa. Đúng lúc này Lu xuất hiện, cậu ngăn cô bé lại và nói rằng khuôn mặt cô khi cười sẽ rất đẹp. Hôm sau Lu với tư cách là con trai gia tộc a Abal, cậu tìm đến cô nhi viện để trục một cô bé đi theo mình làm hầu cận cậu đã chọn Maha và quyết định trả một cái giá rất cao. Nhưng tên hiệu trưởng vẫn chưa muốn bán Maha đi để kiếm thêm chút thu nhập trước khi để cô bé về với nhà Lu. Hắn hẹn cậu ba ngày sau mới đến giao cô đến. Trong thời gian đó hắn đã kịp sắp xếp một cuộc mua bán. Ngay hôm sau hắn đích thân đưa Maha tới đó. Trên đường đi vì quá sợ hãi và không muốn bị vấy bẩn nên cô bé đã dùng ma lực của bản thân để chạy trốn. Tuy nhiên đám tay sai của hiệu trưởng cũng có ma lực nên chúng dễ dàng tóm gọn cô bé lại. Chúng định nhân cơ hội thịt luôn Maha nhưng may mắn là Lu đã đến cậu xử gọn cả tên hiệu trưởng và đám thuộc hạ trong khi đó tác cũng đã đến chỗ của tên dâm dê đó trong lúc hắn hành sự thì binh lính đã đến và vậy bắt hắn lúc này Tate đã nở một nụ cười thỏa mãn rồi rời đi bên này lu đã đến đón maha về nhà như đúng lời hứa những chị em của maha được cậu giúp đỡ những vết sẹo trên khuôn mặt của no in cũng được lu chưa lành nhờ vào khả năng y học được truyền dạy từ cha của mình lu đã tự mình phẫu thuật và chữa bệnh cho anh trai nhà a để cảm ơn bố của anh ấy đã quyết định nhận lu và maha làm con nuôi Hôm sau bố nuôi của Lu cũng muốn giao lại cho cậu một cửa hàng, bởi ông tin rằng Lu nhất định sẽ làm được điều mà ông không thể. Tôi đến Lu trở về nhà thì hai người Maha và Tat đã chờ sẵn. Cả hai vừa nấu xong bữa tối và chỉ còn chờ Lu về nhà để cùng ăn. Trong bữa tối Lu đã nói với hai người về câu chuyện liên quan tới cửa hàng. Hôm nay cậu được bố nuôi giao phó, cửa tiệm lần này Lu muốn biến nó trở thành bàn đạp để trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh. Vì vậy cậu đã có sẵn kế hoạch riêng dành cho nó. Đầu tiên là cửa hàng phải kiếm được ra tiền. Thứ hai là sản phẩm phải hướng tới giới quý tộc để tiện cho công việc sau này. Chốt lại cậu muốn kinh doanh về một loại mỹ phẩm hoàn toàn mới. Sau khi bàn xong kế hoạch, Lu trở về phòng và chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ cậu đã 13 tuổi, nếu không có gì thay đổi thì 5 năm tới cậu phải thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tên hiệp sĩ kia. Đang mải suy nghĩ về tương lai thì hai cô em gái rui rì gõ cửa đòi vào ngủ chung. Thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào, khổ thật. Vài hôm sau Lu đã cho ra mắt sản phẩm thử nghiệm đầu tiên mà cậu muốn tung ra trong thị trường thời gian tới đó chính là kem dưỡng ẩm cho da đầu tiên trên thế giới. Cậu dự tính sẽ dùng nó mũi nhọn kinh doanh trong cửa hàng mà cha nuôi đã cho mình, đồng thời biến sản phẩm của mình thành thứ thay đổi toàn bộ ngành mỹ phẩm hiện tại. Ngay cả mẹ nuôi cũng rất ưng ý với loại kem dưỡng ẩm này và bà đồng ý đem nó đi quảng cáo với bạn của mình. Thầy có vẻ triển vọng cha nuôi hỏi cậu rằng trong một tuần sản xuất được bao nhiêu sản phẩm để tung ra thị trường. Nhưng câu trả lời của cậu lại khiến cho ông khá thất vọng vì nó khá ít. Nhưng Lu vẫn giữ nguyên quan điểm không thuê thêm người để sản xuất vì dễ làm bại lộ bí mật kinh doanh cậu hứa rằng trong một tháng nhất định sẽ hoàn thiện dây chuyền sản xuất hàng loạt và đem về lợi nhuận cho cửa hàng hơn nữa lu cũng yêu cầu chỉ nhập nguyên liệu sản xuất từ chính quê hương mình là tốt ha để vừa đảm bảo an toàn công thức vừa có thể làm giàu cho mọi người ở quê hương đúng một tuần sau cửa hàng mỹ phẩm ogan được khai trương với sự chuẩn bị kỹ càng từ trước đó ngay ngày đầu khai trương đã gây ra một tiếng vang lớn trong thị trường khách xếp hàng nườm nượp khiến lượng hàng chưa kịp đổ về đã hết những nhân viên trong quán lúc này đều là những người bạn của maha lúc trước những cô gái xinh đẹp cùng làn da tươi tắn phục vụ khách hàng tận tình khiến cho Lu vô cùng yên tâm. Chỉ trong vòng nửa năm Ogan đã trở thành một thương hiệu vô cùng nổi tiếng. Thậm chí ngay cả lãnh chúa lẫn công chúa nước láng giềng cùng đặt hàng tại đây. Điều này khiến cho Lu rất hài lòng vì kế hoạch gây dựng danh tiếng của mình đang tiến triển rất thuận lợi. Cửa hàng cũng giúp cho những người bạn trong cô nhi viện của Maha có công ăn việc làm, thoát khỏi cảnh lang thang. Tuy nhiên sự thành công của gia đình nhà Avaler đã khiến những đối thủ khác cảm thấy ghen tị. Chúng dùng đủ mọi cách mua chuộc ăn cắp, thậm chí là trà trộn vào trong xưởng để lấy trộm bí mật công thức nhưng chúng còn quá non để làm được điều đó đêm hôm đó lu về nhà nghỉ ngơi một kẻ to gan đã lẻn vào nhà nhằm bắt cóc cậu để lấy lời khai về công thức bí mật cơ mà chú em động nhầm người rồi với một sát thủ quý tộc như cậu thì việc phát hiện ra kẻ bắt cóc đê như ăn cơm thậm chí không cần đến lu hạ thủ mà tát và maha đã sớm nhận ra và tóm gọn tên đột nhập dưới sự huấn luyện của lu hai cô em gái đã tiến bộ rất nhiều trong cả việc thủ tiêu lẫn việc khai thác thông tin của mục tiêu cả hai nhanh chóng lột sạch đồ rồi trói tên lạ mặt lại sau đó hai người bắt đầu màn tra tấn để hỏi xem ai là kẻ chủ mưu cùng lúc này tại nơi ở của nữ thần cô vẫn tiếp tục xem thêm về một trong những ứng viên năm xưa mình lựa chọn lần này là một rapper tài năng với kỹ thuật deep cho đối thủ tức chết sát thủ ngôn từ được cô chuyển sinh nhằm chửi cho tên hiệp sĩ vuốt mặt không kịp nhưng bây giờ chỉ vừa mới mở mồm ra đã bị dọa đánh cho tái cả mặt lại thêm một nhân vật chuyển sinh thất bại thảm hại sáng hôm sau lu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành lý tới chỗ ở của gia người thầy cũ đã dạy cho cậu về ma thuật căn bản mỗi tháng cậu sẽ tới thăm cô bé một lần còn hai em gái sẽ ở lại trong nhà mỗi tháng zia đều sẽ tự mình nghiên cứu ra ma thuật mới và chờ lu đến chép lại công thức để thi triển lần này cô đã phát minh ra ma thuật đảo ngược trọng lực một loại ma pháp rất mạnh mà lu đang cần cho công việc sau này xong xuôi công việc lu đem một hộp sô cô la mời zia ăn thử đây cũng là lần đầu tiên cô bé được ăn món này nên con bé khoái lắm Cô cũng không quên nhắc thằng đệ rằm tháng sau nên mang thêm cả trà để ăn kèm với bánh thì sẽ hợp hơn rất nhiều. Cứ vậy Lu cùng Zia trò chuyện cả buổi chiều về những sở thích của bản thân cùng với ma thuật mới. Trong khi đó ở nhà Ma Ha cùng Tát quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa ăn thịnh soạn. Đến tối muộn cũng đến lúc Lu phải trở về nhà nơi có trong hai cô em gái đang đợi sẵn. Cả ba cùng lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy năng lượng vào hôm sau. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cả hai cô bé đều ngửi thấy mùi lạ lúc này lu mới giật mình bật dậy rồi lắp bắp giải thích rằng đây là phản ứng sinh lý bình thường ở tuổi dậy thì câu mà hai cô em có vẻ khá thích thú và sẵn sàng sung phong giúp cậu giải tỏa bất cứ khi nào sướng nhất thanh niên buổi tối khi ít pha cùng cô em gái đang trên đường đi mua quà cho lu về thì bị một tên côn đồ bắt lại hắn cùng một gã đồng bọn rút dao ra đe dọa cả hai rồi định chấn lột toàn bộ số tiền của hai người nhìn thấy gái sinh tên côn đồ bắt đầu nổi máu dê định làm một hiệp đang chuẩn bị thì bất ngờ hắn bị sút thẳng một phát vào mõm mà bay xa chục mét hóa ra là ma ha đã tới kịp thời cô kề dao vào cổ cả hai tên cướp rồi đe dọa hai thằng nếu còn động đến những cô gái ở đây thì xác con mẹ định đấy như mọi khi cửa hàng ogan vẫn làm ăn rất tốt còn lu thì ngồi một bên vừa ngắm nhìn thành quả vừa uống trà trông rất chiêu lúc này tát đã hoàn thành nhiệm vụ trở về cô đưa cho lu một chiếc túi toàn là khuy áo và nói rằng mỗi chiếc là đại diện cho một kẻ đã bị cô đâm xuyên tim hóa ra cậu đã gửi cô hầu gái của mình ra chiến trường để tích lũy kinh nghiệm thực chiến tại kinh đô Tát còn được mệnh danh là nữ chiến thần có tốc độ sầm xét nghe thôi là đã biết sức mạnh của cô khủng khiếp cỡ nào rồi trong khi đó maha ở nhà vừa giúp lu trông coi cửa hiệu vừa phát triển hệ thống thông tin giúp cậu để có thể tiếp cận đến nhiều tầng lớp quý tộc hơn danh tiếng của nhà a ba lơ đã được cậu dựng lên một cách xuất sắc nhưng cũng đã gần hai năm trôi qua cuộc sống dưới vỏ bọc một doanh nhân cuối cùng cũng phải đến hồi kết lu quyết định bàn giao tất cả mọi thứ lại cho maha cùng chị em của cô rồi cùng tắt trở lại lãnh địa tuất haze với sức của Maha bây giờ cô thừa sức tiếp quản Ogan, thậm chí còn giúp nó phát triển mạnh hơn nữa. Cô đề xuất muốn mở rộng kinh doanh ra ngoài thành phố kế bên và cô đã tìm thấy một cửa tiệm rất phù hợp, đồng thời muốn mua lại nó để tiếp tục xây dựng thương hiệu. Lu biết rằng Maha trước đây từng là con gái của một chủ thương hội có tiếng, chỉ tiếc rằng cha mẹ cô bị những người khác phản bội và kết liễu họ trên đường đi, vì thế mà cô mới phải lưu lạc và trở thành trẻ vô gia cư. Cửa hiệu mà Maha đề cử kia chính là cửa tiệm đầu tiên mà người cha quá cố của cô gây dựng lên. Cô muốn thông qua Ogan để từ từ lấy lại tất cả những thứ thuộc về cha mình. Sáng hôm sau Lu đã kết thúc nhiệm vụ tại nhà Abaler rồi cùng tát lên xe trở về nhà. Sau 2 năm xa cách, Maha tặng cho Lu một con búp bê nhỏ làm quà kỷ niệm. Cô dặn Lu mỗi khi có thời gian hãy dành thêm một chút thời gian để đến thăm cô tại nơi này, cả hai chào tạm biệt nhau. Trong thâm tâm Maha lúc này cô đã quyết định sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại của mình để hỗ trợ cho người mà cô thầm yêu. Ngồi trên xe trở về nhà cùng Lu, tác khá buồn vì phải chia tay với Maha bởi cô rất ít bạn cùng tuổi như vậy lu quyết định để cho tát vận chuyển những chuyến hàng từ tuất ha -Ze tới ogan cho maha như vậy cả hai sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn nghe được điều này tát cảm thấy rất vui đang mải trò chuyện thì ở đâu ra một đám sói ma bao vây xe của mình tát liền sung phong ra trận để chứng minh thành quả luyện tập của mình cầm cây thương trong tay cô vung đòn phát nào chúng phát nấy ngay cả ma thuật phong cũng được sử dụng một cách cực kỳ thuần thục rất nhanh ba con sói nằm im bất động hết một lượt lu tiếp tục lên xe và trở về nhà cậu cũng bắt đầu nhận ra rằng ma vật đang xuất hiện nhiều hơn điều này chứng tỏ thế giới này đang chuẩn bị có bạo loạn đồng nghĩa với việc tên hiệp sĩ sắp xuất hiện về đến tuất ha re người dân nơi đây đã chờ sẵn để ra đón lu họ tặng cậu rất nhiều nông sản như một món quà cảm ơn vì nhờ có ô gan mà người dân ở đây cũng có thêm thu nhập vừa đặt chân về đến nhà mẹ của lu đã lao ra ôm chầm lấy con trai rồi hít lấy hít để như nghiện bà cũng không quên cảm ơn tát đã ở bên chăm sóc cho thằng con trai của mình chưa kịp nghỉ ngơi lu đã đến gặp cha của mình ở thư phòng để báo cáo nhiệm vụ Cha của Lu khen anh đã hoàn thành nhiệm vụ gây dựng danh tiếng vượt xa cả những mục tiêu đề ra ban đầu của ông. Lúc này cha của Lu quyết định nói toàn bộ những mặt tối của gia tộc cho cậu nghe. Mặc dù gia tộc sát thủ tồn tại là vì vương quốc nhưng họ lại không hề nhận được sự bảo trợ. Nếu nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với, với việc nhận án tử và bị chính vương quốc mình đang phục vụ loại bỏ như một món đồ hết giá trị. Bởi vậy nên ông đã tạo cho cậu một danh phận giả dưới tên họ nhà Abaler để nếu có gì bất chắc thì cậu có thể dùng cái tên đó để tiếp tục sống. Chính ông chủ của A-Ba-Lơ cũng đến đây và khuyên cha của Lu không nên để một nhân tài như cậu lấn sâu vào con đường này, mà thay vào đó hãy tập trung vào kinh doanh thì ổn hơn, đó cũng là lựa chọn an toàn cho cậu. Tuy nhiên Lu kiên định nói rằng cậu muốn sống với danh phận một người nhà tốt Haze. Hơn nữa cậu muốn cưới Giann En cậu cũng cần một gia cảnh tương xứng với gia đình cô thay vì là doanh nhân. Tối đó cậu được giao một nhiệm vụ tuyệt mật đó là kết liễu một gã đã bán thông tin quốc gia để đổi lấy thuốc phiện về bán làm giàu cho bản thân tuy nhiên cậu vẫn quyết định cử người đi do thám tình hình cho chắc ăn rồi mới quyết định ra tay sáng hôm sau khi vừa mở mắt lu đã thấy mẹ mình đứng sẵn trong phòng hóa ra vụ việc lần trước cậu chớ ra quần đã bị tắt kể lại toàn bộ mẹ cậu rất háo hức muốn xem thằng con trai mình đã trưởng thành như thế nào thì cậu liền đuổi thẳng cổ ra ngoài sau khi thay quần áo xong mẹ của lu cho cậu xem một loạt ảnh gái xinh rồi bảo cậu chọn lấy một cô mà đi xem mắt tắt đằng sau cũng lo sốt vó vì sợ bị mất đi cờ rút đầu đời khi nghe Lu nói rằng cậu không có ý định đi xem mắt làm cô an tâm phần nào. Tắc cũng hùa theo nói rằng không nên bắt cậu đi làm mấy chuyện này sớm vì cậu cũng chỉ mới 15 tuổi thôi. Tuy nhiên khi phu nhân đề nghị Tắc sinh con cho Lu thì không cần phải đi xem mắt nữa, thì cô lại nhận vội, đã nghiện lại còn ngại. Tối đó không cần chờ thông tin báo cáo từ Maha, Lu cùng Tắc quyết định tự mình người do thám tên quý tộc kia làm gì, có đúng như tội trạng báo cáo không. Thế là Lu cùng Tắc lên đường tới thành phố Pisa, nơi tên quý tộc kia đang cư ngụ vừa vào thành phố cả hai đã nhận ra rằng khắp mọi nơi đều là những thương binh từ chiến trường trở về do bí mật quân sự bị lộ họ bị ép đi chiến đấu đi thêm một lát thì cả hai gặp một cô nhóc bán mứt dâu sau khi nếm thử một chút cậu nhận ra mứt dâu này có vấn đề lu liền đập vỡ tất cả chỗ mứt đó ngay lập tức một đám côn đồ từ đâu tiến tới định cho cậu một trận vì giám phá việc làm ăn của chúng nhưng tiếc thay chúng không phải đối thủ của cậu cậu biếu mỗi tên một phát đòn khiến chúng gục luôn hóa ra đám bất lương này bắt cô bé đi bán thuốc phiện dưới dạng mứt cho chúng để đổi lấy thuốc phiện mẹ cô bé ở nhà cũng là một con nghiện nên cô phải làm theo những gì đám bất lương nói để giúp mẹ không bị thiếu thuốc lu biết chuyện liền theo cô bé về nhà để chữa cho mẹ cô bé vừa về đến nhà bà mẹ liền lao ra đòi thuốc không nhìn thấy con gái đem thuốc về bà ta bắt đầu lên cơn may là lu đã kịp thời chấn áp rồi dùng ma thuật xóa bỏ những tác hại về thuốc trên người bà quả nhiên những chuyện xảy ra tại thành phố pisa này có liên quan tới tên quý tộc kia bởi chỉ có hắn mới bán bí mật quân sự để đổi lấy thứ ma túy về hại dân hại nước như vậy. Tối hôm đó khi về đến nhà cậu cũng nhận được thông tin từ Maha gửi về. Quả nhiên tên quý tộc kia đã làm đủ mọi chuyện mờ ám y như những gì cáo trạng đã viết. Không chần chừ gì nữa, Lu quyết định lên đường cùng Maha đến Pisa để thực hiện nhiệm vụ. Maha hỏi Lu rằng ở Tuất Ha Gia cậu và Tát đã Âu vừa nay chưa, thì cậu biện minh rằng cả hai là người nhà nên nhất định sẽ không làm như vậy. Cơ mà cô cũng biết rằng mỗi khi có nhu cầu thì cậu toàn đến nhà thổ để tự xử. Điều này làm cho Tát khóc lên khóc xuống vì cô bé cũng muốn làm điều đó với Lu. Ngay cả Maha cũng muốn vậy nhưng cô muốn tập trung phát triển organ rồi mới quyết định tiến tới thỏa thuận với cậu sau. Ông con này đúng số hưởng thật, thế méo nào mà toàn bị con gái nhà người ta thèm thuồng thôi. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai đến nhà tên quý tộc. Lu lợi dụng thân phận là con trai nhà Abaler để đến tiếp thị sản phẩm mới, đồng thời dễ dàng đột nhập tiếp cận hắn. Sau khi nắm rõ hành động của hắn, Lu cùng Tát lên ngọn núi gần đó để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Lu đã lôi khẩu súng trường của mình ra để chuẩn bị tư thế. Khi mục tiêu vào tầm ngắm cậu bóp còn một phát tên quý tộc về với đất mẹ luôn. Nhiệm vụ đầu tiên của Lu đã hoàn thành. Nhưng khi thấy vợ hắn ta khóc lóc đau khổ vì mất chồng thì cậu có chút buồn. Mà đây chính là cảm xúc mà từ trước đến giờ một sát thủ như cậu chưa từng có. Thấy vậy Tát đã đến an ủi cậu. Sau đó cậu lấy lại tinh thần rồi rời đi. Cậu tự nhủ không được hối hận việc làm ngày hôm nay vì như thế mới đúng là người nhà tốt ha Hôm sau Lu và Tát đã bơi đến đó. Cô hỏi Lu thấy cuộc sống ở đây như thế nào thì cậu thấy rất ưng. Hơn nữa ở đây không có người qua lại rất thích hợp để luyện tập ma pháp. Trên đường trở về Ma Ha đưa bản báo cáo cho Lu, cô đã tìm được thông tin về thần khí là ma thương gây bóp. Rất có thể người sở hữu nó chính là tên hiệp sĩ mà họ đang cần phải tiêu diệt. Cô cũng đang thương lượng để mua lại cây thương đó nhưng có vẻ không thành công. Một tin xấu khác mà cô thu thập được về Zia, hiện tại quốc gia láng giềng đang xảy ra nội chiến và gia tộc của Zia cũng tham gia vào cuộc chiến đó. Nghe được tin này Lu ngay lập tức đến chỗ ở của Zia để thăm cô. Đồng thời nói rằng cậu sẽ lợi dụng danh tiếng và quyền lực của bản thân để giúp cô trốn chạy khỏi cuộc chiến đó. Zia tức giận nói rằng cô là gia tộc ma pháp sư danh tiếng, nhiệm vụ của cô là bảo vệ quyền lợi của người dân. Nếu cô bỏ chạy thì ai sẽ là người đứng lên ngăn chặn cuộc chiến? Rồi cô bảo kệ miệng nó đi được tới đâu hay tới đó. Cô chọn ra bộ váy xinh đẹp và bắt cậu lựa chọn. Sau đó cô cũng đổi màu tóc giống Lu và ra ngoài đi chơi. Cả hai quyết định đi chơi bắn gấu tại một cửa hàng gần đó ban đầu Lu định dùng ma thuật để an gian nhưng sau một hồi thì cậu quyết định dạy cho Zia kỹ thuật bắn cung để cô có thể tự mình giành lấy con gấu bông cuối cùng cả hai đã thành công lấy được con gấu chơi chán thì cũng thấy đói cả hai quyết định đi ăn trưa cùng nhau Zia nói rằng cô muốn được ngồi ăn cùng lu và ăn đồ mà chính cậu nấu đáp lại điều đó lu cũng hứa rằng lần tới nhất định sẽ làm một món bánh để chiêu đãi cô trên đường đi thì cả hai gặp một cậu bé đang ngồi khóc vì bị lạc mất mẹ lu đã lấy con gấu để bắt chuyện với cậu bé và hứa sẽ giúp cậu tìm được mẹ Thấy vậy Zia cũng dùng phong ma pháp để định vị chính xác nơi mẹ cậu bé đang đi tìm con. Sau đó hai người dẫn cậu bé về với mẹ của mình. Chiều hôm đó cả hai cùng đến suối nước nóng để tắm. Lu rất ngạc nhiên vì đây là nơi mà nam nữ phải tắm riêng. Dia bảo không phải lo vì cô đã bao chọn nơi này. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi khó xử vì ở đây và đặc biệt là suối nước con người không hề xấu hổ khi khỏa thân. Vốn dĩ kiếp trước cậu không dễ gì nổi máu dê khi nhìn thấy gái sinh. Nhưng hiện tại thì có vẻ hơi khó à nha sau đó Zia không ngần ngại mà lôi Lu vào trong bồn tắm. khi đã ngâm mình trong suối nước nóng, cả hai bắt đầu chơi đùa nhau và tâm sự mọi thứ thầm kín đang giấu trong lòng. hai con tim đã đập chung cùng một nhịp và cả hai đã hôn nhau ngay trong làn nước ấm. vậy là chẳng mấy chốc một ngày đã trôi qua, thời gian hai người bên nhau cũng đã hết. Zia nói rằng khi nào hết chiến tranh sẽ nhắn tin cho Lu tới thăm. Lu cũng yên tâm rời đi mà không mảy may suy nghĩ thêm gì. bóng lưng của cậu vừa khuất Zia đã quay trở lại thành. Toàn bộ những người dân ở gần đó cũng thay đổi trang phục thành kỵ sĩ và quỳ xuống theo lệnh Zia. Cô rơi nước mắt và nói lời vĩnh biệt Lu. Sau đó đi thẳng vào trong thành cùng những kỵ sĩ. Vừa về đến nhà Lu đã thấy trong nhà có một người đang bị thương nặng đang được cha của mình cứu chữa. Nhận ra có điều gì đó chẳng lành, cha của cậu đã giao ngay cho cậu một nhiệm vụ mới. Mà nhiệm vụ này chính là ám sát con gái của tộc trưởng gia tộc Vinh Côn bên nước láng giềng. Nghe đến đây thì Lu như chết lặng vì đó không ai khác chính là Zia người mà cậu yêu. Cậu bình tĩnh hỏi lại lý do tại sao lại có nhiệm vụ như vậy. Ông giải thích rằng việc ám sát này là vì động cơ cá nhân, cuộc nội chiến đã kết thúc và bên phe gia tộc Vincol đã thua trận. Thân là một gia tộc hoàng gia nên nhà Zia đã phải chịu toàn bộ chiến phí và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên bên phe đối địch đã để mắt đến Zia và đòi cưới cô về để sinh con nối dõi. Biết được điều này nên cả hai phe đã đi đến thỏa thuận, nhưng cuối cùng người dân lại không nỡ để công chúa của mình phải hy sinh như vậy. Nên họ đã cố thủ trong thành và bảo vệ cô cùng gia đình đến cùng. Họ quyết định kết liễu hết những sứ giả đến đón Zia và biến đây thành một cuộc chiến. Khi đó cha của Zia đã đặt một yêu cầu đến nhà tốt Haze rằng hãy ra tay với Zia mà thực chất chỉ là ngụy tạo cái chất rồi đưa cô chạy trốn. Bố của Lu rất muốn giúp cậu nhưng do tuổi già sức yếu nên đành bất lực. Ông chỉ biết nhờ cậy vào cậu con trai, vậy nên Lu quyết định đứng lên nhận nhiệm vụ. Một phần là để trả ơn Zia đã từng dạy ma thuật cho cậu, phần vì cậu yêu Zia và cũng chính cậu đã từng hứa sẽ luôn ở cạnh khi cô ấy cần lúc này bố cậu cũng tiết lộ rằng hai nhà vốn có họ hàng xa với nhau vì màu tóc bạch kim của cậu chính là đặc điểm nổi bật của gia tộc cơ mà cậu kệ miệng vì đã chót yêu rồi thì bố có đấm vào mùng vẫn yêu ban đầu lu định dùng phong ma pháp để lao hết tốc lực đến chiến trường nhưng Tát đã ngăn cậu lại vì biết rằng nếu làm vậy cậu sẽ cạn kiệt ma lực vậy nên cô sẽ dùng phong ma pháp cản gió để kéo cậu đi mặc dù biết chuyến này có thành công hay không thì cô vẫn mất đi người mình yêu nhưng cô vẫn quyết định giúp cậu vì lu là người duy nhất coi cô là gia đình chứ không phải công cụ để lợi dụng sức cô chỉ có giới thiệu nên đến nửa đường thì tắt kiệt sức cô chỉ đành để lu tự mình lên đường trước khi đi cô không quên căn dặn lu nhất định phải đưa được công chúa zia bình an quay trở về nhìn bóng lưng của lu tác gào khóc thật lớn vì cô thực sự rất yêu người con trai này bên này lu chạy tụt cả quần thì đến tối cũng tới nơi cậu dùng ma nhãn để do thám tình hình quân địch trước khi bắt đầu tham chiến sau khi xác định được số lượng quân địch cậu bắt đầu dùng súng trường bắn hạ toàn bộ những kẻ cầm đầu để giảm sức chiến đấu của địch đám phiến quân hoảng loạn vì mất chủ lập tức chúng tụ tập lại với nhau lúc này cậu lôi quả súng phóng lựu tự chế ra bắn cho địch tan tác quân địch không còn lựa chọn nào khác đành phải tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng sau khi quân địch rút lui cậu đã đột nhập vào trong phòng của zia gặp lại nhau zia mừng đến phát khóc lúc này bố của zia cũng đi tới để trao đổi về kế hoạch giúp zia bỏ trốn còn ông sẽ đi theo sau lu đã mang theo một cái bao tải đựng người đã tử trận để thay thế cho zia nhằm ngụy tạo hiện trường khi cả ba đang chuẩn bị bắt đầu kế hoạch thì đột nhiên lu cảm thấy có cái gì đó rất nguy hiểm đang cận kề đó là cái cảm giác mà từng bị truy sát hồi ở kiếp trước và chỉ xuất hiện lúc thật sự nguy hiểm lúc này có một tên mặc giáp trông vô cùng cục xúc phi một cây thương tới hướng của lu cây thương đi tới đâu đạn ma pháp bắn ra tới đó rồi diệt hết những thứ trên đường đi thấy vậy lu triệu hồi đại pháo ma pháp bắn thẳng vào cây thương đó gây ra vụ nổ lớn nhưng cây thương không dừng lại mà tiếp tục đâm nó phá tan hai bên tường và xuyên thủng tòa nhà nơi cả ba đang đứng Lu dùng ma nhãn và thấy được đối thủ có lượng ma lực khổng lồ. Cậu liên triệu hồi đại pháo và bắn thẳng vào hắn nhưng chỉ khiến hắn chảy xíu máu và như thế càng làm hắn phấn khích hơn. Thế rồi hắn dùng cường hóa cơ thể và ma lực để khuếch đại sức mạnh. Mà cây thương hắn đang cầm chính là cây ma thương truyền thuyết, một cây thần khí mà cậu đã nhờ Ma Ha lại bằng mọi giá. Theo lời Ma Ha khả năng cao gã này chính là tên hiệp sĩ mà Lu cần phải tiêu diệt vào 3 năm nữa. Tuy nhiên bây giờ mà diệt hắn thì là quá sớm. Nhưng tình thế bắt buộc cậu đành phải liều một phen hắn ta muốn cậu solo một với một với hắn nếu cậu thắng thì hắn sẽ hạ lệnh cho toàn đội quân rút lui và sẽ không bao giờ tấn công gia tộc của Zia nữa. Ngược lại chỉ cần Lu thua thì tên khốn kiếp đó sẽ bắt Zia đi rồi ra tay hết với những người còn lại. Đứng trước cuộc đấu với đối thủ xứng tầm, có vẻ tên hiệp sĩ này rất hào hứng. Vì đây là lần đầu hắn biết đến cảm giác chiến đấu một mất một còn là như thế nào. Lúc này cậu nhờ ngài bá tước đi cùng mình và nói rằng cậu muốn tiêu diệt tên đó. Thế là cậu cùng với bá tước đi đến trước mặt của tên cầm đầu quả nhiên trong tay hắn chính là ma thương đồng thời hắn cũng sở hữu kỹ năng của chiến sĩ persec trước đó lu đã dùng phản trọng lực ma pháp đẩy một quả đạn đạo khổng lồ ra khỏi bầu khí quyển rồi để nó rơi tự do thẳng vào người của tên thủ lĩnh phe địch nhiệm vụ bây giờ là cậu cần câu giờ thật lâu để chờ quả đạn của mình rơi xuống hủy diệt tên kia bởi vì nếu đánh trực diện thì cậu chỉ nâu đo thôi lúc này cậu cũng thấy được rằng vết thương của hắn đã hoàn toàn bình phục cậu tâm sự với hắn vài câu để câu giờ cùng lúc này hình ảnh cuộc chiến của lu cũng được nữ thần theo dõi Cả cô ta nở một nụ cười đắc ý. Khi mặt trăng vừa lấp sau vách núi lu đã triệu hồi một thanh kiếm nhỏ giả vờ thủ thế để đánh lừa địch, rồi sau đó cậu tung đồng xu lên để quyết định thời điểm trận đấu bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch và khi đồng xu vừa chạm đất thì cũng là lúc quả đạn đạo cực lớn giáng thẳng xuống đầu hắn. Một vụ nổ hạt nhân diễn ra đưa mọi thứ xung quanh về thời kỳ đồ đá. Vũ khí vừa dùng của cậu là vũ khí không gian được gọi là Ngọn giáo của thần linh. Nó là một thanh kim loại thả từ quỹ đạo vệ tinh một vũ khí hủy diệt sánh ngang với bom hạt nhân và tương đương với hàng trăm khẩu pháo khổng lồ cùng khai hỏa một lúc cuối cùng lu đã thành công hạ gục tên hiệp sĩ đó nhưng cậu cũng bị thương do vụ nổ bom vừa rồi zia chạy tới ôm cậu khóc vì sợ lu đã niệm rồi nhưng cậu chỉ bị thương nặng chứ không nguy hiểm tới tính mạng cả zia hỏi tại sao cậu lại đến đây cứu mình dù biết chắc có thể nhận án tử lu liền đưa chiếc vòng cổ mà zia tặng cho cậu và nói rằng cậu đến vì lời hứa năm xưa đúng là cao thủ không bằng tranh thủ Lu liền tặng cho Zia một nụ hôn cháy bỏng. Dù đây là lần đầu cậu ám sát thất bại nhưng bù lại có được nàng thơ thế này thì cũng được. Sau đó Lu đã đưa Zia về nhà chào hỏi gia đình. Chiến tranh kết thúc thì chuỗi này bình yên hạnh phúc của mọi người lại được tiếp diễn. Hôm sau cha cậu đã cảm ơn cậu vì đã giúp ông hoàn thành nguyện vọng của bạn mình. Lu nói mình đã thất bại trong việc ám sát nhưng chỉ cần Zia còn sống là may mắn rồi. Để che giấu thân phận cho Zia thì cha của Lu đã để cô trở thành em gái của Lu ông nói rằng hiệp sĩ đã xuất hiện ở vương quốc này làm lu nhận ra tên hôm nọ không phải là hiệp sĩ ông cũng nói ma vương sẽ đến đây vào một ngày không xa nên ông mong cậu phải cẩn thận cao độ ở nơi khác chị gái tóc hồng đang giới thiệu một hiệp sĩ chính là ebona không biết mua hai sẽ diễn ra thế như thế nào nhỉ mọi người hãy đón chờ phần tiếp theo nhé nhớ đăng ký kênh bấm chuông để chờ những bộ phim tiếp theo nhé